Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu tiếp cho các bạn một cái sản phẩm mới của hãng ABI. Đó là cái sản phẩm IQ Clear các bạn. Việt Nam mình hay kêu là Aku Clear đó. Thì cái tên chính xác nó IQ Clear. Thì cái sản phẩm này nhiều bạn cũng yêu cầu mình lên clip nhiều lắm rồi. Thì hiện tại trên thị trường Việt Nam là có cái sản phẩm mà cái loại aquarium chứ không phải cái loại bon các bạn. Thì cái bon á thì các bạn sẽ nhìn vô cái cách sử dụng của nó thì các bạn có thể thấy là cái độ đậm đặc nó như nhau, nhưng mà nếu mà các bạn xuống ở trên cái trang web ABI á, các bạn xuống cái phần về mà thành phần á, các bạn mở ra cái bản PDF á, thì các bạn sẽ thấy thành phần hoạt tính này nó cao hơn gấp 10 lần. Đó, tức là cái tác dụng của nó mạnh hơn gấp 10 lần so với cái thằng kia, mặc dù cái liều dùng của nó là như nhau các bạn. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là cái chức năng chính của nó là gì các bạn. Cái chức năng chính của nó là đánh nước siêu trong các bạn. Đánh nước siêu trong. Đánh nước siêu trong làm trong ngay lập tức, tức khắc nước hồ cá, ao cá nè. Duy trì một cái hồ ao nước, nước trong như gương và giúp cải thiện bộ lọc của các bạn. Thì các bạn thấy là các bạn sẽ so sánh đối với cái thằng mà vi sinh mà LGQ thì các bạn sẽ thấy LGQ nè, thì các bạn thấy là cái thằng này nó cũng kết tủa, nó cũng đánh nước trong. Cái thằng này nó cũng kết tủa, nó cũng đánh nước trong, vậy nó khác nhau chỗ nào ha? Nó khác nhau chỗ cả các bạn. Nhìn cái mọc nè, thằng này là thành phần hoạt tính hoàn toàn tự nhiên, tức là hoàn toàn là vi sinh và enzyme, không có hóa chất, còn thằng này là hóa chất nha các bạn nha. Hai cái khác nhau. Đương nhiên hóa chất thì nó sẽ mạnh hơn và tác dụng phụ nó sẽ nhiều hơn. Chắc chắn điều đó nó sẽ xảy ra, mạnh hơn, tác dụng phụ nhiều hơn. Và hóa chất thường nó chỉ giải quyết những cái vấn đề tức thì, nó không bao giờ giải quyết những cái vấn đề lâu dài. Vậy cái sự khác nhau giữa hai thằng này là cái gì? Đầu tiên một thằng là vi sinh, chủng vi sinh sống hoàn toàn tự nhiên và enzyme tự nhiên. Thằng thứ hai nó là hóa chất. Đó. Thằng nào mạnh hơn? Thằng này mạnh hơn rất là nhiều. Công năng đều là làm trong, vậy mà cái cơ chế khác nhau là cơ chế dùng vi sinh làm trong và cái cơ chế dùng hóa chất làm trong. Vậy thì nhiều bạn sẽ nói là cái thằng này nó ngon hơn. Thì sự thật ra là cũng khó mà thể nào mà nói ngon hơn hay không ngon hơn. Nó sẽ tùy vô trường hợp các bạn ứng dụng. Cái thằng này nó là enzyme. Nó là enzyme làm trong thì nó chỉ có khả năng làm trong do đục do hữu cơ tạo ra thôi các bạn nha. Lưu ý nha, đục do hợp chất hữu cơ và tảo gây ra. Thằng này chỉ có làm trong gì thôi. Nếu đó là chất vô cơ, ví dụ như là vật liệu lọc bị bào mòn, các bạn trồng cây, các bạn xớ nền lên, hoặc là các bạn mới set up bể, các bạn vô nước nền nó rất là đục 2-3 ngày. Hoặc một cái thứ hai nữa, đó là vô cơ, mình nói từ nãy vô cơ, bây giờ qua hữu cơ nè. Vi khuẩn lumin, tức là sự bùng nổ vi khuẩn làm cho nước màu trắng sữa, thì thằng này cũng không có tác dụng. Thì thằng này nó sẽ có tác dụng hết. Hữu cơ, vô cơ gì nó quất hết. Tức là cái cơ chế thằng này là sao? Cơ chế thằng này nó sẽ tạo điện tích âm và dương giữa các hạt lơ lửng. Nó sẽ kết lại với nhau, thằng âm nè, bây giờ nó vô mấy những hạt lơ lửng như thế này. Lọc không hút được, tại vì nó quá nhỏ, lọc không tác dụng được gì tới nó cứ lơ lửng như thế này. Các bạn cứ nhìn một ngón tay của mình là một vật chất nha. Nó sẽ lơ lửng như thế này. Đó, thì bây giờ nó sẽ thằng này vô nó sẽ tạo điện tích âm với dương. Thì hai các bạn biết mà ngược dấu thì nó hít nhau như 500 thì nó hít nhau. Rồi nó tiếp tục tạo những hàng tấp âm với dương, âm dương vậy. Nhưng mà nếu mà cái thằng này nó chưa đủ nặng thì tiếp tục nguyên cái cục này nó trung hòa điện tích thì nó lại tạo điện tích âm với dương với hai này cụm lại nhau thì thành một hạt to. Hạt to này có thể nó sẽ lắng xuống. Nếu nó là hữu cơ thì nó lắng xuống thì vi sinh sẽ xử lý, vi sinh dị dưỡng sẽ xử lý, ví dụ như thằng này xử lý, hoặc là bonzam sẽ xử lý, hoặc microbiome sẽ xử lý, hoặc là các bạn nào xài pritin đó, mà pritin khai tử rồi, nó sẽ xử lý. Đó là nếu mà hữu cơ. Còn nếu nó là vô cơ thì khi nó lắng xuống dưới nền thì nó là một cái nền, nó lắng xuống dưới nền thì nó nằm ở đó. Còn không á, một số chất hữu cơ vô cơ á, nó bay vô cái bộ lọc, cái túi lọc của các bạn thì các bạn phải giặt cái túi lọc đó. Đó, để chứ không là nó tràn nó đầy ra. Thì cái thằng này nó ứng dụng nhiều cho cái thằng vô cơ nhiều hơn. Chứ mà hữu cơ là các bạn xài này rồi và nó ứng dụng cho cái việc mà vi sinh nó bị lumin. Chứ thật sự ra nếu mà các bạn ứng dụng cho thằng này hữu cơ thì nó chỉ giải quyết vấn đề tức thời, nó không giải quyết được lâu dài. Lý do vì sao? Nó kết hữu cơ nó rớt xuống. Nhưng mà nếu hữu cơ nó chưa được tiêu thụ thì ngày mai hữu cơ nó sẽ trở lại đục trở lại. Bắt buộc phải có một cái nền vi sinh ở dưới thì thằng này nó đã làm được cái chuyện đó rồi các bạn. Tức là nó vừa tạo cho enzyme kích keo, thằng này enzyme keo nha các bạn nha. Ta lưu ý thằng này là keo, là kích dính, là nó dính lại do nó tạo keo. Nhưng mà nó không dính được vô cơ nha các bạn nha. Lưu ý nó không dính được vô cơ nha, bụi là không dính được nha, bụi cát là không dính được nha. Đó, thì cái thằng này tạo điện tích, hai cơ chế nó hoàn toàn khác nhau. Đó, thì khi thằng này nó rớt xuống thì có vi khuẩn bắt lại.
Thì thằng này nó có vi sinh trong đây, còn thằng này bắt buộc các bạn phải kết hợp thêm một cái loại vi sinh nữa. Thường thường thì nó sẽ đi chung với cái thằng vi sinh bột Bonzam. Thì khi mà các bạn đi chung với thằng vi sinh bột Bonzam á, là hai thằng này nó sẽ cộng hưởng kết quả là giống na ná như thằng này. Đó, na ná thằng này, và thậm chí nó mạnh hơn, tại vì Bonzam là một cái loại vi sinh dị dưỡng mạnh nhất hiện nay về cái mặt phân hủy mùn bã hữu cơ. Tuy nhiên Bonzam không ăn rêu tảo sống được, chỉ có thằng này với Microbion là ăn rêu tảo sống được thôi. Đó, cho nên là tùy theo cái mục đích của các bạn. Ấy vậy, giả sử như thường là hồ của mình á, là hồ các bạn mà chơi hồ thủy sinh đó, các bạn mới set up hồ á, thì nước cái nền nó sẽ đục, hoặc là quá trình các bạn mà đang chơi hồ và các bạn trồng cây vô, như thường thường á mình hay trồng cây nè, hoặc là mình hay gọi là nếu mà vô tình các bạn thay nước mà các bạn bơm vô nó xới nền lên á thì nó đục, thì các bạn phải xài cái này, chứ các bạn xài cái này là không có tác dụng, tại vì thằng này nó không kết được vô cơ, và cái thằng này nó là vi sinh nữa các bạn, nó không kết được vô cơ vi sinh. Mà nếu mà các bạn cứ bổ sung như vậy á, lỡ mà nó đang trong quá trình vi sinh nó đang ổn định, nó đang nhiều á, bạn bổ sung vô nó quá tải thì nó sẽ lumin và nó tạo nên vi sinh trắng, nước nó bị trắng sữa. Thì khi mà nước nó bị trắng sữa như vậy á, thì các bạn cũng chỉ xài cái thằng này được thôi. Thằng này nó cũng kết điện tích âm dương cho vi sinh luôn, để cho vi sinh rớt xuống, vi sinh bám một cách dễ dàng hơn, không có lơ lửng. Thì đó là cái cơ chế của thằng này. Lý do các bạn thấy không, nguyên cái phần quan trọng này, imboston nè, nó đi nguyên một dây màu vàng ở đây, tức là thằng này là hóa chất, cho nên là nó sẽ rất có nhiều cái sự lưu ý để mà các bạn dùng. Thì đây thì mình nói từ nãy nè, cái này nè, ABI IQ Clear làm được gì? Thì nó làm dùng để thiết lập cái hồ cá mới trong suốt như pha lê nè, nhanh chóng làm sạch nước đục, giúp cho bộ lọc của các bạn hoạt động hiệu quả hơn. IQ Clear này hoạt động bằng cách làm cho mây lơ lửng, làm cho các hạt mây lơ lửng á, tức là những hạt vô cơ và hữu cơ kết lại với nhau và nhanh chóng rơi xuống. Và nó được khuyến nghị được sử dụng chung nè, cái C-Chem Cryptin, nhưng mà cái tem này lâu rồi, chứ mốt mình sửa, mình in tem lại là mình sẽ bỏ luôn cái thằng này, tại bây giờ mình đã khai tử thằng này, mình thay thế bằng thằng này. Aqua Vitro Remediation là những cái thằng này mình đã khai tử hết rồi, bây giờ chỉ có Bonzem với Microbion là hai cái thằng này được khuyến nghị xài nhiều nhất. Còn thằng Aquiclear này thì một mình nó đứng một mình rồi, nó có thể xử lý được cả hữu cơ kết tủa lơ lửng, còn những cái thằng kia nó không xử lý được kết tủa lơ lửng hữu cơ nha, bắt buộc các bạn phải kết hợp với thằng này. Còn nếu mà vô cơ thì tất cả đều không làm được, chỉ có mình thằng này làm được. Rồi, đó là như thế các bạn. Rồi tại sao phải sử dụng cái thằng này? Thì thằng này nhanh chóng làm sạch nước, mây nước và kết những cái hạt bụi lơ lửng ở trong nước và đẩy nhanh quá trình phân hủy hữu cơ. Đúng rồi, khi mà nó đẩy trong quá trình phân hủy hữu cơ là nó kết hữu cơ rớt xuống và được vi khuẩn dị dưỡng xử lý các bạn, giống như thằng này thôi, nhưng mà thằng này là nó đã tiết ra enzyme sẵn để mà nó kết hữu cơ rồi, còn thằng này là cái dạng hóa chất. Lưu ý không sử dụng cho nước mặn và nước lợ. Bởi vì sao? Nước mặn và nước lợ nó quá nhiều chất hóa học và nó làm tình trạng đục càng lên đục hơn. Cái thằng này chỉ hoàn toàn sử dụng mặt ngọt 100% nha. Đó. Còn nếu mà nước mặn nó sẽ có một cái sản phẩm Rewell Apatite Clarify SW là xài cho cái thằng đó khác. Và lưu ý nè, trước khi sử dụng bắt buộc là phải sục khí đầy đủ và dòng chảy phải được lưu thông đều, không được tắt và cũng không cho phép nước tù xảy ra. Bởi vì cái nước tù nó xảy ra nó sẽ làm kết những cái hạt bụi này rất là nhiều. Các bạn biết hữu cơ hay vô cơ mà nếu mà nó kết nhiều quá thì nó sẽ làm cho con cá của các bạn nó bị stress và nó bị ngợp á, nó bị khó lấy oxy các bạn, tại vì nó quá nhiều bụi ở trong hồ, nó quá nhiều bụi kết lại những cái bụi lớn trong hồ và làm cho cái tình trạng nước đục hơn, trầm trọng hơn. Nếu mà các bạn bỏ vô trong hồ các bạn mà các bạn thấy tình trạng nó đục, mà nó đục dai dẳng cỡ khoảng hơn nửa tiếng, một tiếng mà nó không trong, chứng tỏ hồ các bạn đã bị vấn đề về nước tù. Chỉ có nước tù nó mới làm vậy thôi. Và đây cũng là một cái phương pháp để các bạn phát hiện được là hồ cá của các bạn nó bị tù hay là nó không tù. Đó, nó bị tù hay là nó không tù. Đó. Nếu mà tình trạng ở trên xảy ra thì đây là dấu hiệu của hệ thống tuần hoàn nước trong hồ của các bạn không được tốt nè. Trong 24 giờ kể từ khi sử dụng không được tắt máy bơm, máy lọc nè. Khuyến nghị sử dụng vào lúc ánh sáng đầy đủ như ban ngày và lúc mở đèn sẽ tạo ra năng lượng oxy dồi dào. Tức là các bạn biết sao không? Thì như hồi nãy mình nói á, khi mà các bạn xài ban đêm á, thì ban đêm á, là trở ngược lại á, là cây và tảo á, nó sẽ chuyển qua hô hấp, nó không quan hợp thì nó sẽ cạnh tranh oxy với sinh vật trong bể, mà các bạn còn làm thêm cái này nữa thì nó sẽ rất là dễ hụt oxy. Thứ hai nữa đó là một khi mà hữu cơ nó rớt xuống, nó được vi khuẩn dị dưỡng xử lý thì vi khuẩn dị dưỡng sẽ cần một lượng oxy rất là
là nhiều để xử lý cái này, và nó cũng gây nên cái tình trạng thiếu hụt oxy trong hồ. Lý do là cái loại vi khuẩn dị dưỡng nó bắt đầu nó hoạt động tích cực hơn, lý do là hữu cơ nó kết lại. Thằng này cũng như vậy thôi, thằng này nó cũng vậy thôi các bạn. Nói chung là vi khuẩn dị dưỡng nó mà hoạt động thì cái lượng oxy nó sẽ giảm một cách đáng kể. Nó sử dụng 50 lít cho 200 lít nước à, vào cái liều lượng này thì nó làm cho cái sản phẩm này tiết kiệm hơn gấp 5 lần so với của thằng Sichem Larify và Sichem Born Fluorigen. Đó là nó sẽ tiết kiệm hơn 5 lần thằng này và nó tiết kiệm hơn 3 lần so với thằng kia. Tức là sản phẩm này hoàn toàn đánh bại Sichem về mặt tiết kiệm và kể về mặt hiệu năng luôn. Nếu mà các bạn xài mà cái sản phẩm đánh siêu trong của Sichem, các bạn sẽ thấy nó vô cùng tệ. Thế sự thật là nó tệ. Nó tệ chứ không phải là chỉ nó là để dở thôi các bạn, bởi vì nó rất là dở, nó dở ngang ngửa với cái sản phẩm của Trung Quốc á. Cái đó mình nói thật chứ nó cũng không có hơn đâu, cái đó là thật. Nó chỉ hơn về cái tính an toàn thôi, còn chứ mà cái về cái độ làm trong của nó thì mình thấy mấy cái chai mà chừng 20-25 ngàn của Trung Quốc đó, nó cũng làm trong cỡ được y chang vậy đó, nhưng mà được cái là nó không có an toàn như của thằng Sichem, cho nên là cái thằng này nó sẽ hiệu quả hơn, giá thành nó cũng đầy rẻ hơn nữa các bạn nè. Ví dụ như một chai này thì mình đang bán là 130-140 gì đó. Đó, còn chai này là 230. Đó, mình không nhớ. Nói chung là ở trên cái dưới cái clip này nó sẽ có cái link mua hàng ở trên Lazada, Shopee, các bạn cứ nhấp vô đó, bởi vì giá nó sẽ thay đổi theo từng thời điểm á. Đó. Thì giá nó sẽ thay đổi theo từng thời điểm, các cho nên là clip sau này mình sẽ không có báo giá nữa. Đó, lưu ý không sử dụng quá liều nè. Hãy nếu mà các tốt nhất các bạn hãy sử dụng mà mỗi tuần một lần để có kết quả tốt nhất, và khi sử dụng như vậy là các bạn sẽ sử dụng kết hợp với thằng Bonsam hay là Myrobio. Đó, khi mà các bạn sử dụng cái thằng này thì sau, nếu mà các bạn muốn chăm vi sinh á, thì sau nửa tiếng các bạn hãy chăm, và sau nửa tiếng các bạn nên giặt lọc đi, bởi vì lọc sẽ có khả năng tràn, bởi vì mỗi lần mình thêm thằng này vô là lọc đều tràn hết, lý do bụi nó rất là nhiều. Thì tại vì mình xài cái sản phẩm này khi mà mình chỉ, tại vì cái sản phẩm mà kết tụ hữu cơ vi sinh là nó đã có thằng này rồi, cho nên là mình sẽ không có xài trong cái trường hợp đó, mà đa phần mình sẽ xài trong trường hai trường hợp đó là vô cơ và vi khuẩn lumin. Mà lumin thì hồ mình gần như là mình ít khi nào mình bị. Mình chỉ bị duy nhất có một lần là hồ cá lóc thời xưa, chứ hồ bây giờ là không có bị lumin nữa, tại vì vi sinh nó rất ổn định. Cái thứ hai nữa đó là mỗi lần mà mình thay nước nè, hoặc là mình thay nước, lý do là mình thì chưa hề không thay nước, nhưng mà mình trị bệnh thì bắt buộc mình phải thay nước. Mình bỏ thuốc vô mình trị bệnh thì sau đó mình phải thay nước. Hoặc là khi mà mình trồng cây, mình sẽ thường xuyên trồng cây hoặc là di dời cây chỗ này chỗ khác, thì khi mà mình xớ nền lên lúc nào nó cũng sẽ tạo ra bụi rất là nhiều. Mà mình còn lại xài cái nền mega đỏ đó nữa, là bụi nó còn kinh khủng hơn là những cái nền bình thường. Do đó là mỗi lần mà vô thì bụi nó đục ngầu hồ à. Cho nên là phải xài cái này để mà nó kết cho nhông, cho nhanh chóng, chứ không là nhiều khi nó mắc 1-2 ngày nó còn chưa có trong nổi các bạn. Lý do là những cái bụi nó rất là nhỏ, rất là mịn đó. Cho nên là mình nó hay xài kết hợp với cái vi sinh nè. Thì đó là cái sự khác nhau đó. Dù mà hai bạn, khi mà các bạn xài thì các bạn mình sẽ xài Sule các bạn. Các bạn thấy cái video clip mà chu trình vi sinh dị dưỡng của hồ tép nè. Rồi chủ nhật này á, thứ bảy chủ nhật này mình sẽ đăng tiếp cái chu trình dị dưỡng của các bể cá rồng, thì các bạn thấy là mình xài Sule hết. Và khi mà mình xài thằng Bonsam với Myrobio á, thì mình sẽ xài cái thằng này chung. Đó, tùy theo các bạn. Nếu mà hồ nó hơi đụng chút xíu các bạn có thể xài này chung, còn nếu mà không thì thôi. Còn nếu mà các bạn xài một loại cũng được, các bạn cứ xài hàng này cho cái hồ mà nước đục mà vô hữu cơ. Còn nếu mà các bạn bỏ hàng này vô á, mà các bạn thấy nước mà nó vẫn chưa trong á, mà thấy bụi li ti á, lý do là nó không có xử lý được vô cơ nha, chỉ có thằng này xử lý được vô cơ thôi. Thì cái thằng này đa phần nó sẽ ứng dụng cho các bạn nào mà mới setup hồ. Nền bụi rồi nó bị xáo trộn nhiều, những cái trường hợp như vậy, na ná như vậy, trong đó có bao gồm setup hồ hoặc là vi khuẩn lumin, tức là sự bùng khoát của vi khuẩn làm cho nước trắng bệt hết, thì nó sẽ ứng dụng cho hai cái đó, và đặc biệt nó chỉ ứng dụng cho nước ngọt, không ứng dụng cho nước lợ, và nó an toàn cả cho tép. Các bạn thấy hồ tép mình cũng đã xịt vô rồi, cho nên là nó không sao. Lưu ý với những cái hồ mà ví dụ như hồ tép mà dòng chảy mà nó thấp quá, ví dụ như hồ tép hồ thủy sinh á, thì các bạn phải nhỏ rất đều, và là các bạn nên rắc ở ngay cái nơi mà có dòng chảy rất ít từ từ. Còn đối với những cái hồ lớn, hồ cá rồng gì thì các bạn cứ đổ đều vô thì nó ok đó. Thì mình tại sao nó chỉ có hai mẫu này thôi, nó không có hai mẫu 500 ml các bạn, tại vì cái thằng này á, mình rất ít khi mình xài, đa phần là ứng dụng thì mình nói là chỉ có những trường hợp như thế mình mới ứng dụng thôi. Do đó là nhiều lúc á, khi mà xài một cái chai 250 ml như thế này nè, hồ 400 lít nước mà xài cả năm không hết luôn,
xài cả năm không hết luôn. Và đây là cái hạn sử dụng đó, là can 4 lít đây. Đây là cái hạn sử dụng của nó nè. Cái số lót là trên đây nha, là tới tháng 4 năm 2026, còn này là sản xuất vào tháng 4 năm 2021, này là cái lót nè, đó là cái năm sản xuất, cái lô sản xuất á, còn này tháng 4 năm 2026. Do đó các bạn cứ sử dụng một cách thoải mái đó, chứ nó chứ không có sợ nó hết hạn. Do đó là chỉ có hai mẫu này thôi, thì theo kinh nghiệm của mình xài á, và một hai người mua cũng xài không hết các bạn, cho nên là không ra mẫu 500 ml đó. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái clip tiếp theo nhé.